có yêu chưa? Dạ chưa, em mới có con mà em còn non lắm. Đồ nhất nát. Xin chào mọi người, quay lại với kênh Sắp Gia Đình Làm Con và Cuộc Sống Qua Việt Nam. Ok mọi người, hôm nay em sẽ ăn mì cay cấp độ 7 nha mọi người. Em sẽ ăn mì chua cay kèm với hải sản, đó là wow, một con bạch tuộc siêu to luôn mọi người ơi nè. Wow, bắp khối luôn, đúng quá. Rồi, nhìn hấp dẫn không ạ? La sét của em là gồm gì có mọi người biết cái gì không? Đây, đây là xoài. Trời ơi, xoài mới bẻ luôn nha mọi người. Xoài trắng nóng ruốc. Trời, nhức nách luôn. Nói tới là chảy nước miếng này mọi người, cái gì cũng ngon hết trơn, thơm quá. Hôm nay ăn tô mì siêu to luôn. Rồi ok, trước khi ăn em sẽ uống miếng nước nha. Ta ta, nóng ngực quá, uống lọc cho mát. Trời, trời hôm nay đúng hành luôn nha mọi người. Nấu xong tô mì tôi nói nóng đổ mồ hôi chê hết trơn. Rồi bây giờ xin mời mọi người nha. Cũng may là mì này á, nó to nè. Để nãy giờ nó không có bị nở lắm nha. Xin mời nha. Mùi chín tới mà. Mùi này cay nha. Mì này siêu cay lắm mọi người. Ngon quá. Ăn mì trước. Có hành nữa. Cho mì này rất là dai. Dai mà nó giòn nữa. Bắt đầu ngày mình sẽ chấm với nước mắm nha. Giòn. Cái con mì tuột này giòn quá. Quá đã. Ăn cái phần mình trước. Má ơi, nó nóng mà nó dai. Trời quá. Như con này gần 3 lạng luôn nè. Khá bự lắm. Lạng luộc lên nóng mày á. Anh bị teo rồi. Đúng rồi. Nước mì này phải hấp cẩn thận chứ để sặc nó cay không ạ. Rau giòn. Thank you.
Quá cay à. Biết cái này không? Giờ tới giờ hàng sớm bận. Cái dầu nó rất đậm. Tô mì quá trời. Này là một cối rưỡi không rồi. Thêm con mạch tuộn. Trắng vòng vòng hết đâu. Tuyệt vời. No luôn nha mọi người. Quá đã. Mọi người thấy mồ hôi mình đổ rồi. Tới cầm. Trời, đang quay cái điện thoại nó reo luôn rồi. Cái này bị tắt ngang luôn. Bây giờ mình tặng cái tô mì đi. Wow, quá trời mùa mọi người nè. Dẹp luôn cái chén nước mắm luôn. Bây giờ mình chuyển sang đây mọi người thấy không? Xoài chấm muối. Bây giờ mình sẽ chẻ xoài nha. Bây giờ mình đó. Mình tách xoài ra cái mình ăn lần một cho nó đã. Cái này hồi nãy em quay hết nửa trái rồi mọi người. Clip ngắn hết nửa trái rồi. Và bây giờ xin mời mọi người nha. Quay chảy nước miếng không? Em làm chảy nước miếng. Hồi nãy có ăn rồi nha. Nhưng mà ăn tô mì rồi vẫn thấy thèm. Xài nè, chấm mắm ruốc nè, cái mì phết lên. Xô danh luôn. Mm.
Qua đã. Được rồi. Quá tuyệt vời. Quan tâm mày sao mà mày mồ hôi mà nó tu tu như thế này. Nó ra nóng lực quá. Ăn làm hết biết bị mũi chích luôn. Hay là chua. Nó còn ngon, nó chua lắm. Chạy để đâu mà. Chua lé mà. Đủ đồ em rồi. Ok. Uống đi không? Ok, nếu em để lại cho mọi người thấy em ăn tô mì hải sản. Một con mực tuột rất là to. Nhưng to đối với em thôi. Nhưng mà ăn cũng không hết con mực nữa. Con mực tuột chứ nó to nha mọi người. Ăn hết tô mì luôn. Và xử thêm một ít xoài chấm mắm ruốc. Mọi người thấy ok la. Mọi người tặng cho em cái like và một đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Xin hẹn gặp lại. Cảm ơn. Ra một hồi hộp luôn nha.